biết. Nhưng mà ngược lại tao theo tôi vẫn thả, thì thực sự là vì mấy đứa nhỏ mà tôi thả thôi. Nhưng đương nhiên trong đấy thì vẫn có cái điều rất hay mà mấy người cũng thấy rằng là bây giờ bắt thì người ta đã bắt rồi, nhưng mà về nó được quy tam bảo, được niệm Phật, thì đó cũng là cái ân đức của nó, hiểu không? Còn thật ra nó cũng là cái nghiệp duyên của nó. Nếu như mà bây giờ nó vì phóng sanh nó bị bắt, nhưng mà cái số của nó đã bị bắt, bị giết, thì dù không có bị người bắt phóng sanh thì nó cũng sẽ bị con khác nó ăn, hiểu không? Nếu ví dụ như nói bị chim bị phóng sanh bị bắt mà chết, nhưng thật ra tất cả đều là số mạng, hiểu không? Nếu không thì giữa đời tự nhiên chúng ta cũng vẫn thấy nó có sự chết chóc mà. Nhưng mà ở góc độ chúng ta phán xét cái việc đó thì chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh để chúng ta làm hoặc không làm, tùy mình. Nhưng mà sáng nay thì lại bình luận theo góc độ đó, lại nói là tội chim mẹ thả về thì chim con cũng đã chết, mình tự hiểu cái ý. Nhưng mà tôi thì tôi trả lời thế này, thật ra thì tôi muốn khuyên người này tí thôi. Tôi đây giữa cái cõi thế gian vay trả này, nhân quả trả vay không ngừng này, thì không thể có cái gì là nó an vui tuyệt đối được những cái cõi này. Giống như chúng ta nói với nhau là chúng ta đang ở trong lò than mà nói nó không có dính bụi đen thì nó khó, hiểu không? Sống giữa cái cõi hồng trần này mà làm sao mà không bụi vướng được tóc son. Cho nên Phật từ bi ngài mới giới thiệu cho chúng ta cảnh giới an vui tuyệt đối ở Tây phương cực lạc á, hiểu không? Ví dụ như rồi riêng ở Việt Nam mình thôi, chúng ta cứ ngồi đây chúng ta rõ phê phán, chúng ta nói tại sao xe hơi Việt Nam đắt quá, người dân ở Campuchia hay Lào hay ở nước ngoài mua chiếc xe hơi như chúng ta mua chiếc xe đạp hoặc là chiếc xe máy như thế, đúng mà. Nhưng đó là ở nước ngoài, cái điều kiện của nước ngoài, còn ở Việt Nam nó có cái ưu thế riêng của Việt Nam và có cái cách sắp xếp cái giao thông của nước Việt Nam, thì chúng ta cũng không thể đánh đồng riêng một cái việc đó chung cho cái việc này được. Thì giữa cái cõi này cũng vậy, ở cái cõi này chúng ta đã vào cái cõi gọi là cái cõi ác trược khổ đau này, thì chúng ta đừng có đòi hỏi cái sự tuyệt đối. Vì sao? Vì đây đang là cái cuộc chơi của nhân quả vay trả mà, vay trước thì phải có trả sau, đúng không ạ? À? Làm sao có cái mặt khi vay mà nó vui như khi trả được không? Đúng không? Ít lắm, hiểu không? Tâm thế mà. Cho nên thành ra là gì, Đức Phật mới biết như vậy, cho nên ngài giới thiệu chúng ta chỗ kia. Ví dụ như chúng ta nói nó xe hơi Việt Nam mắc quá, tôi làm ra với lương 50 triệu tôi không mua được xe hơi, thì chúng ta muốn thì chúng ta có thể là di dân sang Lào, Campuchia hay qua Mỹ, thì với cái lương ít như vậy 100 200 triệu chúng ta mua xe hơi mới đi thoải mái được. Vậy thì cũng vậy, chúng ta muốn an vui, muốn cái gì tuyệt đối mà theo cái suy nghĩ của mình thì đừng có nên cầu nó ở đây. Và phải gì? Phải phát nguyện sanh về Tây phương cực lạc. Nơi đây có muốn bất công, muốn khổ cũng không có. Hiểu không? Rõ ràng như ban ngày như vậy, lựa chọn thôi. À, chứ bây giờ đòi giữa ta bà này mà thực sự chúng ta nhìn đi, sướng được có chút xíu đó rồi lăn ra khổ, sống với nhoe nhoe đó lăn ra chết mất tiêu rồi, thình thời phải thế được ít hôm thì lại suy sụp mất tiêu rồi, có cái gì nó giữ được hoài hoài đâu mà đòi cho nó hạnh phúc hoài hoài, đúng không? Nó là cõi thay đổi liên tục mà, sáng vui chiều buồn, rồi chiều vui sáng lại buồn, chiều có sáng lại không, tùm lum chuyện hết như thế. Ngày hôm nay vui vì đẻ ra được đứa cháu thì ngày mai khóc vì chết mất ông bố. Đúng không? Phải không? Đúng nha. Nó là có cái sự tương đối giữa được và mất, sướng và khổ, vui và buồn, có và không, đẹp và xấu. Đúng không? Ai cõi là tương đối mà, nó là như vậy, luôn như thế. Nặng và nhẹ, lùn và cao, ốm và béo, đúng không? Đều khổ. Cho nên chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta không có nên mà cầu cái sự gọi là hướng thụ ở đây, mà hãy khôn ngoan là gì, sống làm sao cho có ý nghĩa trong cái cõi này. Này là cái sự lựa chọn khôn ngoan này, vì đường nào cũng phải sống, đúng không?
Và đương nhiên cõi này thì đặc biệt nó có một cái hay, tuy nó rất khổ nhưng mà nó không dài. Cho nên bây giờ bao nhiêu là văn thơ, bao nhiêu là lai láng, thậm chí bản thân chúng ta cũng tự thấy chúng ta sống rất nhanh, sẹt sẹt cái từ bé hôm qua đó hôm nay đã đầu hai mái tóc rồi, phải không? Mới nhậu với nó đó ngày mai thấy nó chết queo rồi, hiểu không? Thì riêng cái cõi này thời gian trôi qua rất nhanh, cõi này mạng người nó ngắn ngủi, gọi là mạng trược, cho nên nó cũng không có cái gì là chúng ta không thể được. Vì sao? Nếu nó dài quá thì biết khi nào mới chấm dứt, nhưng nó không có dài, chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi thôi. So với những cảnh trời thì nó chả là xi nhê gì. Ví dụ cõi trời thấp nhất của Tứ Thiên Vương thì một ngày dưới đó, một ngày trên cõi đó bằng 400 năm ở dưới này, đúng không? Chúng ta sống cao tay lắm là 100 tuổi là kinh khủng rồi, không có đâu. Nhưng mà cho là 100 luôn thì chỉ mới bằng 1/4 của một ngày ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương thôi, thì mới có được 3 tiếng đồng hồ thôi, hiểu không? Ngắn tuấn. Và còn cứ nâng lên một cảnh trời khác là cứ nhanh lên, nhanh gấp đôi lên, nhanh lên, nhanh lên, 400 năm, 800 năm, 1.600 năm, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Và những cái cõi dưới cũng vậy, cõi dưới mà xuống dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì kinh khủng, thì thời gian nó lại dài, nó khổ mà nó dài le lưỡi luôn, hiểu không? Như vậy thì cuối cùng cõi người hay vô cùng, cõi người rất hay, hay vô cùng. Súc sanh nó ngắn hơn mình, tuổi thọ của nó phần đa là ngắn hơn mình, nhưng nó có một cái lỗi của súc sanh là quá ngu si và si mê, chấp thân quá nặng, cho nên khi mà ở trong đạo súc sanh thì cứ mang thân súc sanh liên tục liên tục liên tục rất dài, dài tới vô kể luôn, giống như con thiêu thân vậy, chết rồi lại tái sanh, chết lại tái sanh, chết lại tái sanh, hiểu không? Bảy đời chư Phật ra đường một cái kiếp số dài như hằng hà sa như vậy mà kiến nó vẫn cứ làm kiến, nghe chưa, hiểu không? Cho nên trong cái con đường đó là con đường bế tắc khó vô cùng, giống như người nghèo sơ nghèo sát mà muốn cầm trong tay 1 tỷ bạc khó lắm đó. Nhưng mà cái người giàu có rồi, cái người trung bản lĩnh rồi, người ta kiếm ra tiền tỷ nó đơn giản lắm, hiểu không? Vậy nên có những người tài phú thế giới, tại sao họ có trong tay con số tiền hàng nghìn 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 tỷ? Thì thực ra đối với họ 1 tỷ kiếm như mình đơn giản như kiếm 50 triệu bạc vậy đó, hiểu không? Đơn giản, một ngày của họ ra hàng tỷ tỷ rồi, hiểu chưa? Thì đương nhiên là cũng như vậy, cái người mà có phước duyên rồi tu về thì cái cõi người này nó pha trộn giữa phước và nghiệp, giữa khổ và sướng, và cái thọ mạng của nó cũng không phải là quá dài, cho nên chúng ta tận dụng được một cái kiếp người ngắn ngủi này mà chúng ta sống có ý nghĩa thì đây là một sự lựa chọn quá khôn ngoan. Tôi với các cô vì sao cho tôi đi mỗi ngày đi cùng với tôi làm những cái việc như vậy, tôi tự nói sau này mà tới lúc vài 30 năm sau đi mà làm hết được mấy cái việc đó, mà ngồi mà suy nghĩ lại thấy cũng vui lòng, hiểu không? Tại vì gì? Vì mình đã không để luống qua những cái ngày tháng mà mình có sức khỏe để mình làm, đúng không? Thấy chưa? Và rõ ràng chúng ta làm việc có ý nghĩa, chúng ta thấy được liền luôn, tức thì luôn cái quả báo luôn là gì, là chúng ta giàu có về tâm hồn liền, chúng ta vui lên liền, đúng không? Chưa bao giờ cuộc đời của tôi vui như ngày hôm nay, những cái việc mà chúng ta đang làm, đúng chưa? Việc nào cũng vui hết đó. Tặng cơm vui không, đúng không? Tặng cơm cho ta vui không, đi gắn máy này đi đổ Hương Linh vui không, đúng không? Rồi dạy dỗ cho các con thấy nó mỗi ngày có tiến bộ, thấy nó biết tu hành, thấy nó biết có đạo đức lễ phép với cha mẹ, vui không? Vui. Rồi tôi đi ra ngoài với các cô đó, mình tặng mấy thằng móc đồ đồ những cái người bây giờ họ khổ mà họ không biết đường tu hành rồi, tới khi họ giác ngộ là mình cho họ tiền, tặng cho họ pháp bảo, vui không? Vui vô cùng. Đúng không? Mình có những chương trình tên bây giờ là gì? Chương trình trước chắc mình làm là phóng sanh yêu thiên nhiên, thấy không? Phóng sanh yêu thiên nhiên hiếu an, đúng không? Là cái đó là từ xưa là mình đề ba là mình làm sớm nhất là phóng sanh này. Cái thứ hai là chương trình mình tặng pháp cũng song hành cùng với cái đó luôn, đó là chương trình trao ánh sáng từ bi hiếu an này, là hai này. Rồi chương trình thứ ba mình làm là chương trình mình, như mình gắn máy trước hay là mình nấu cơm trước ta? Hình như là nấu cơm trước à, nấu cơm sau hả? Gắn máy trước, gắn máy trước,
là chương trình bây giờ đặt tên cho nó là chương trình báo ơn tổ tiên hiếu an, rồi chương trình trao yêu thương hiếu an. Vậy bao nhiêu anh chúng ta như thế này rồi, một cái ngôi trường như thế với chúng ta làm với nhiều việc như vậy, anh đòi hỏi gì nữa, hiểu không? Nó đã kín hết thời gian của chúng ta rồi, và bây giờ chỉ cần bấy nhiêu đó việc thôi mà nó đi tới cái chỗ cái cường độ của nó, phát huy nó cho tới cái mức độ gọi là nó dày lên thì không có sức mà làm, hiểu không? Không có sức mà làm. À, giống như chúng ta có cái kế hoạch trong năm nay là gì, nếu quỹ làm việc tốt hiếu an đủ thì chúng ta sẽ duy trì như vậy 2-3 tháng, trước mắt sẽ là tầm 3 tháng 1 lần nhân bản lên cái chương trình trao yêu thương hiếu an ở góc độ phổ rộng, đấy là chúng ta tặng quà cho người già người nghèo và khuyên họ sống vui, sống biết yêu thương và biết chia sẻ, biết niệm Phật, giống như đợt trước Tết mình làm á, hiểu không? Đó, nó cần thiết thì cái đấy cũng tách ra thành một cái tên riêng, một cái chương trình riêng đó, nhưng mà nó gộp nó với chương trình trao yêu thương hiếu an luôn thì cũng được đấy. Nhưng mà tại vì là nó cũng cái mục tiêu là như vậy, nhưng mà nó ở cái dạng cái phổ rộng hơn một tí. À, đó là cái việc mình phát huy thêm cái phần chương trình của cái trao yêu thương hiếu an, hiểu không? Là đã ấy rồi, phóng sanh cũng vậy, bây giờ duy trì một tuần như vậy ít nhất là 3 lần, nhưng mà nếu thực sự mà có tài lực và có điều kiện nữa thì nâng lên thành 4 lần 5 lần nữa, thời gian đâu mà làm, đúng không? Chứ không cần thêm chương trình, tôi quán chiếu tôi thấy bây giờ cơ bản là nhiêu đấy việc thôi là làm cũng mệt mỏi rồi, hiểu không? Đó, rồi còn cứ mỗi tháng như vậy thì chúng ta lại đi làm cái chương trình báo ơn tổ tiên một, một, một kỳ, hiểu chưa? Đó, 1 năm bao nhiêu kỳ như thế, rồi bao nhiêu cái chương trình như vậy, à nó cộng thêm chương trình đi chùa nữa chứ, đúng không? Còn còn chương trình đi chùa nữa hả? À, đi chùa rồi mỗi tháng như vậy là vì chúng sanh trong pháp giới, rồi cầu cho thế giới hòa bình, cho quốc gia phát triển an lành, mà chúng ta nhà nhà an vui hạnh phúc, cho nên chúng ta sẽ có chương trình cầu an cầu siêu và cầu sanh cực độ, tam cầu hồi xưa tổ tổ thiền đạo hay là tổ gì ta, như ngày thiền đạo ngày có cái người ta gọi ngày là tam cầu đường, tam cầu đường gọi là cầu phước cầu huệ cầu sanh tịnh độ, tức là 3 cái cầu. Mình bây giờ cũng sẽ là 3 cái cầu, cầu an cầu siêu cầu sanh cực lạc. Tại vì sao? Vì thời nay ai thích cầu an, đúng không? Cầu an tốt thôi chứ sao không được, con người thì cần bình an, tôi cũng cần bình an, ai nói cũng cần bình an, tôi cầu an đó hiểu không? Không bình an tôi không học Phật đúng chưa? Nếu mà học Phật mà gặp toàn xui xẻo không thì thôi, no, không đi với Phật, hiểu không? Đi với Phật để được gì, để được bình an cái đó, đúng không? Giống như chúng ta vậy, chúng ta đau khổ ở gia đình chúng ta quay về lại với cha mẹ mục đích để làm gì, thì có phải cuối cùng cái đầu tiên chúng ta cần phải mong muốn là tìm một cái nơi bình an, đúng không? Ở kia nó quậy quá chịu không nổi, đúng không? Ít ra về với mẹ, xà vào lòng mẹ là bình an, nhưng mà lòng mẹ có khi mẹ chết queo lấy xà vô ai, thì xà vô trong cái biển trí tuệ lòng từ bi của Phật thì bình an nhất. Và cái tình yêu của Phật và cái lòng yêu thương của Phật ấy nó lại có sẵn ở trong lòng của mình, hiểu không? Mình xà vào trong cái biển từ bi của Phật để gì? Để rồi mình được tưới tẩm, để rồi mình mở rộng cái lòng từ bi của chính mình ra. Nó không giống như người như vậy, đầu tiên tới cái vùng đất đó muốn xài nước thì phải đi xài nước ké, đúng không? Thì xin rồi sau đó tự mình đào giếng, người ta cho mình uống ké nhưng mà đào giếng, người ta giúp mình đào giếng, mình đào giếng, mình được giúp đào giếng đào cho tới khi mình có nước rồi thì sao, thì mình tự lo cho bản thân mình được, cộng với mình lại còn biết san sẻ cho bao nhiêu người khác cũng như mình trước đây tới uống nước. Khi uống nước thì nhớ nhớ nguồn, đúng không? Nhớ ai? Nhớ cái ơn của cái người dạy dỗ cho mình, thầy tổ dạy dỗ mình, nhớ ơn cha mẹ đã cưu mang mang nặng đẻ đau mình ra. Có người chỉ có cái loại vong ân phụ nghĩa thì nó không thể tồn tại được, hiểu không? Đó.
Riêng cái người học hành có đạo đức thì sẽ không bao giờ vong ân phụ nghĩa. Uống nước luôn nhớ nguồn, mà uống nước nhớ nguồn nó mất gì đâu, đúng không? Rồi cứ như vậy mà làm. Nhớ nguồn ở đây không phải là làm gì, mà nhớ nguồn ở đây là gì, là lại tiếp tục là gì, mở rộng lòng mình ra để chia sẻ với những người khác. Thì cũng giống như cái ân hồi nãy nói là Phật muốn khuyên chúng ta là gì, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, có nghĩa rằng là nếu thật sự khi ông đã giác ngộ rồi, ông biết cái con đường giác ngộ rồi, hoặc là viên mãn là ông tự độ được ông rồi, thì ông hãy thương tưởng tới những người khổ giống như ông, mà lập một cái đại nguyện rằng là gì, nguyện độ cho tất cả những người đang khổ đau chưa giác ngộ. Nhưng mà rõ ràng có ai mà phát tâm cái là thành tựu liền đâu. Nhưng mà nếu không phát tâm thì sẽ không có ngày thành tựu. Mình phải có mục tiêu, mục đích rõ ràng, phải hướng tới cái sự phấn đấu rõ ràng, đúng không? Vậy thì chúng ta học Phật hôm nay, chúng ta cầu vãng sanh để gì? Để thành Phật, để gì? Để rộng độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Cho nên cái cầu vãng sanh thực sự, nếu những người có trí tuệ thì hiểu tôi như thế này, để phát tâm. Không phải cầu vãng sanh về cực lạc giống người ta nói là cái nơi để mà tới đó thì chắc là nó cắn răng lại, nó chịu khổ ở ta bà rồi xong nó về đó để nó hưởng thụ. Hiểu không? Không có. Người ở cực lạc không phải loại người tiểu nhân muốn hưởng thụ, mà ở cực lạc toàn là đại trượng phu thôi. Với cái tâm là gì? Về Tây Phương cực lạc để học tập với Phật Di Đà, để cùng với Phật Di Đà độ chúng sanh khổ nạn. Cho nên tôi thì tôi khi tôi học tập cái tâm tư của tôi tới cái đoạn này, tôi quán chiếu, tôi suy nghĩ thế này. Trong quá khứ tất cả những vị Phật Bồ Tát đều có cái sở nguyện của các ngài trước khi các ngài thành tựu, đúng không? Ngài Dược Sư nguyện độ bệnh chúng sanh, rồi ngài Địa Tạng nguyện độ âm phủ, rồi ngài gì, ngài Quán Âm độ cái khổ của chúng sanh, rồi các vị Phật khác cũng vậy, và riêng đặc biệt nhất là Đức Phật nào, Đức Phật nào đặc biệt nhất là Đức Phật A Di Đà. Vì sao đặc biệt? Và Đức Phật A Di Đà chắc chắn cũng là một cái Đức Phật cực kỳ tri ân tất cả vô lượng Phật. Vì sao? Vì nhờ có vô lượng Phật trong quá khứ đã thành Phật, và mỗi Phật như vậy có một cái sở nguyện riêng, cho nên ngài dung hòa tất cả những cái sở nguyện đó của mười phương chư Phật, đúng không? Pháp Tạng Tỳ Kheo năm xưa tuy phát tâm, nhưng nếu thực sự không có các chư Phật hộ trì thì làm sao ngài biết được mô tê răng rứa gì đâu phát nguyện. Cho nên ngài nói là gì, sức của con không thể biết được, cho nên xin Phật từ bi cho con quán sát tất cả những cõi nước, rồi sau đó con lập nguyện có được không? Nói tốt, hiểu không? Cuối cùng là Đức Phật Thế Nhiêu Tự Tại Vương mới cho dùng thần lực để cho ngài vừa thấy ngài quán chiếu nhiều kiếp như vậy. Cuối cùng ngài mới thâu tóm lại cái lợi ích của tất cả mười phương chư Phật lại thành 48 đại nguyện. Đó là tinh hoa của tất cả những sở nguyện của cổ Phật trong quá khứ. Hiểu chưa? Cho nên từ đó mới lập ra cái cõi nước cực lạc, và với 48 đại nguyện của Đức Phật Di Đà độ sanh. Vậy thì hôm nay chúng ta là những cái người học tập Phật Pháp rồi á, mà nếu thực sự chúng ta mở tâm được, chúng ta khôn ngoan á, chúng ta phát một cái nguyện vãng sanh về Tây Phương cực lạc, và đời này cho đến tận vị lai chúng ta cũng như cùng với Đức Phật A Di Đà làm học trò của ngài vĩnh viễn cũng được. Để mà đi mười phương pháp giới như vậy, nương vào bổn nguyện của ngài, lập nguyện giống như ngài mà độ sanh. Đó là cái chỗ nguyện của mình. Khi mà mình phát được cái tâm như vậy thì cái tâm này thì có nói thì chỉ cái đoạn này. Tâm này là cái tâm mà mười phương chư Phật phải tán thán đó. Hiểu không? Trí tuệ quá còn gì? Từ bi quá còn gì? Đúng chưa? Và khi mà phát được tâm như vậy thì chưa cần thành Phật thì cũng sẽ lợi ích chúng sanh. Chắc chắn lợi ích chúng sanh. Vì sao?
Vì nếu phát nguyện 48 đại nguyện kể cả thành tựu rồi đi nữa thì cũng là 48 đại nguyện, cũng sẽ tiếp độ chúng sanh y rang trong 48 đại nguyện của Phật Di Đà. Mà bây giờ 48 đại nguyện nó đã thành tựu chưa? Thành tựu rồi của Phật Di Đà. Vậy thì bây giờ khi mà mình còn chưa phải là Phật Di Đà, chưa có cái sở chứng của 48 đại nguyện đó, nhưng mà chúng ta tán thán, chúng ta giới thiệu, chúng ta xiển dương, chúng ta khuyên lên chúng sanh cùng niệm Phật cầu sanh về cực lạc, thì cũng như mình là Phật Di Đà đi độ sanh rồi còn gì, đúng không? Đúng chưa? Ví dụ như bây giờ chúng ta chơi với nhau đi, thực sự rất là thân thiết luôn, thì bây giờ cái cốc nước của tôi thì quý vị cũng có thể coi như cốc nước của quý vị được mà. Quý vị khát, quý vị cũng có thể lên đây uống mà. Con cháu quý vị đói khát, quý vị cũng có thể lên lấy cái cốc nước này cho nó uống mà, đúng không? Nếu như tôi rõ ràng một người tốt, chứ nếu tôi xấu tôi để đó cho tôi uống thôi. Phật Di Đà rõ ràng như vậy, ngài có nói 48 nguyện này chỉ riêng mình ta đâu, đúng không mọi người? Đúng không? Thì vậy mà cho nên bản thân tôi bây giờ tôi học Phật là tôi tự nhiên, tại vì mọi người thấy tại sao tôi lại có thể làm ra được nhiều chương trình như vậy, nó rất là tự nhiên. Tôi làm xong rồi tôi mới thấy tự nhiên. Vì sao như vậy? À, thì tại vì do tâm tôi phát ra nó như vậy, hiểu không? Tại vì tôi phát tâm ra bây giờ tôi không phải là Phật Di Đà, nhưng mà tôi sẽ phát nguyện là gì? Tôi vãng sanh về cực lạc, tôi sẽ nhất nhất nghe theo sự chỉ đạo của Phật Di Đà thôi. Và nếu tôi Phật Di Đà nói tôi phát nguyện nhân địa để tu cho tới khi thành Phật, thì tôi cũng sẽ phát 48 đại nguyện như Phật Di Đà. Tôi không cần phải suy nghĩ gì hết. Bây giờ tôi không cần phải suy nghĩ gì hết, tôi đã rất là thông suốt rồi, hiểu không? Thật ra như hồi có một cái vị cao tăng là vị Hòa Thượng Diệu Liên á, thì người ta nói là ngài phát thêm một cái nguyện thứ 49. Nguyện thứ 49 là ngài nguyện là như ai thấy được tên ngài này nọ. Nhưng thật ra thì khi mà tôi đi thì tôi suy nghĩ thì thật ra trong 48 đại nguyện của Phật Di Đà là có hết rồi, hiểu không? Đã có hết rồi. Thì bây giờ nếu mà bây giờ từ 48 nguyện đó mà mình muốn mổ xẻ nó ra thành vô lượng nguyện thì cũng không có dư, không thiếu, hiểu không? Không thiếu, không thừa, hiểu chưa? Nhưng thật ra 48 nguyện trong có những cái bộ kinh Hòa Thượng Tịnh Không nói đó, có những bộ kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng là chỉ có 16 nguyện, hoặc là 24 nguyện, hay là 12, 12 24 nguyện, hoặc là 36 nguyện gì đó. Nhưng mà gì? Nó là thu gọn lại và khai triển ra, hiểu không? Hiểu cho nên không? Ví dụ giờ 48 đi, mà nếu bây giờ mình cứ lấy ba nguyện mình nhét vô thành một nguyện đi chẳng hạn đi, thì nó về lại còn lại nhiêu, hiểu không? Thì nó sẽ như thì tùy theo cái cách mà Đức Phật nói, có 48, có 36 chứ phải có 24 rồi chẳng hạn, tùy. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cốt tủy của mọi lợi ích của chúng sanh thật sự có thể, thì Đức A Di Đà ngài đã nghiên cứu hết rồi. Chúng ta không cần phải nghiên cứu nữa. Cần gì phải nghiên cứu? Chúng ta đọc kỹ lại công tích của Phật Di Đà, chúng ta sẽ thấy là gì? Ngài niệm niệm vì chúng sanh và ngài xin với Đức Phật như vậy biến hiện cho ngài mười phương cõi nước, ngài thâu tóm tất cả những cái điều tốt đẹp nhất nhất có thể và đưa nó về tới cái chỗ đơn giản nhất có thể để chúng sanh có thể được ích lợi. Hết mức rồi. Còn chúng ta bây giờ làm gì có cái nhân duyên mà chúng ta sanh thời có Đức Phật tại thế mà xin Đức Phật cho mình thấy cái này kia rồi dùng suy nghĩ thọ mạng thời đấy của Đức Phật, của A Di Đà khi ngài làm pháp tạng, cái kiếp số lúc đấy rất dài, người ta sống tới hàng đại kiếp, hiểu không? Còn mình bây giờ mới sẹt sẹt cái xe tông chết queo rồi, ngồi đấy mà suy nghĩ chưa ra là chết queo rồi, hiểu không? Cho nên tôi không cần làm việc như vậy. Nếu sau này có vị Phật nào mà cao siêu hơn Đức Phật Di Đà nữa thì mình cũng chắp tay tán thán thôi, hiểu không mọi người? Đúng không? Giống như bây giờ mình mua điện thoại vậy, bây giờ có phải nó bây giờ là iPhone 13, 14 gì đó nó mới ra, ví dụ nó là very good nhất thôi, thì bây giờ mình cứ mua cái very good nhất thôi. Chứ bây giờ mình mua very good thì mình sợ biết vài năm sau nó ra cái 15, 16 thì gì, nó là tào lao, hiểu không? Đúng không? Còn nếu ví dụ bây giờ nó mà ra 15, 16 rồi mình mua cái 11, 12, 19, 8 là đó là do mình thiếu tiền, hiểu không? Thì cũng giống như bây giờ mình đã biết được đại nguyện của Phật Di Đà phát tâm, mà mình lại đi phát cái tâm của Quan Âm, mình phát cái tâm của Địa Tạng, mình phát cái tâm của thế này thế kia, thì nó giống như cái người thiếu tiền, tâm đang còn bé nhỏ, hiểu không? Thì đã đường nào không phát tâm tu nhân địa để vãng sanh thì phát tâm cho lớn đi,
Có ai cấm là nói là nếu mà phát tâm giống như Phật Di Đà, ngài không cho về Tây Phương Cực Lạc không? Hay là ngài hốt về cho lẹ thì khó. Bây giờ ví dụ như bây giờ mấy người là cha mẹ, mấy người là con, là cô giáo đi, mà học trò mà nó nói cô ơi con muốn mau chóng được như cô, thế mấy người khoái nó không? Mấy người có lẽ là người ta dạy nó hết cỡ không, hy sinh vì nó không? Đúng không? Còn trừ khi mình là một thầy giáo tồi thôi, mình sợ học trò nó giỏi hơn mình đố kỵ nó, cho nên mình dìm nó. Trong quá khứ có những người như vậy, có những người thầy thật sự không phải đáng làm thầy, trong tâm không có từ bi tí nào nhưng mà danh lợi thôi, hiểu không? Cho nên là mới dìm học sinh thôi. Đúng không? Nhưng mà cái thằng học sinh mà nó giỏi á thì dìm nó cái nào nó càng giỏi, đúng không? Nhưng thấy là thầy Đức không, đúng không? Thầy kể những lúc như vậy, hồi xưa là thầy vào đó thì làm rất là được việc luôn đó. Thầy nuôi bao nhiêu là cụ già cho Tịnh Thất Quán Âm như vậy cũng là do tâm của thầy nuôi. Còn thầy kia thì nói là thầy, nhưng mà đặt ra vấn đề xong là thầy sắp xếp, thầy lo rồi thầy này nọ. Nhưng mà thầy kia tới lúc mà thầy Nhật Đức thầy nhận nhiều học trò, nhiều bà già quá là thầy kia thầy không vui, thầy không ưa. Hiểu không? Sợ mệt, sợ tốn tiền. Vì tâm lượng không có, không có dung chứa được cái con người nhiều như vậy. Hiểu không? Không muốn như vậy. Rồi sau có những lần điều chỉnh như vậy là lại bắt thầy Nhật Đức là phải làm đàn em của tất cả những cái người mà hồi xưa thầy Nhật Đức nhận vô á. Hiểu không? Điều chỉnh mấy lần như vậy. Rồi sau mấy cái lần điều chỉnh đó là những cái người sau đó nó ổn tiền của ông thầy chạy mất tiêu luôn. Hiểu chưa? Cũng là cái tội. Mà đó cũng là cái tội ông thầy mà không có muốn thằng học trò phát triển. Rồi thầy Nhật Đức giảng pháp cũng vậy. Thì ông thầy ông nói là nói ông chưa đến chưa giảng nó chưa giảng nó tôi ông chưa được này kia. Nhưng thật ra học trò nó có chí giảng á thì mình nên tạo điều kiện cho nó giảng nữa, để chi, để cho nó phát huy được. Nó ông luyện lấy gì nó giỏi được, đúng không? Giờ con mình nên suốt ngày nó xin quét nhà, mình không cho nó quét nhà mà mình lại mong muốn sau này nó có cái nhà sạch nó ở thì mình quá ngu rồi. Bây giờ nó có thể quét nhà, nó phá chổi đi nữa cũng cho nó quét, thì may ra sau này nó mới trưởng thành được, nó quét cho mình cái nhà. Vậy thì nếu chúng ta phát tâm lo cho chúng sanh, mà nếu học trò của mình nó muốn lo cho chúng sanh thì mình cũng sẽ hoan hỷ, mình dạy dỗ, mình thành toàn cho nó, chứ mình không bao giờ mà mình yếm nó, đúng không? Nhưng mà trừ khi là nó không có trí tuệ, mình chưa cho nó làm bậy làm bạ để nó tạo nghiệp, nó mất phước, nó chết thôi. Hiểu chưa? Còn nếu thực sự mình biết được người nào nó thực sự đã phát tâm được và có năng lực, hoàn toàn rất hoan hỷ, rất hoan hỷ. Và điều đó thật ra tôi thấy tôi có một cái người huynh thời mình ra học ngày kia, có huynh Minh Tuệ, tâm nó không tốt, tâm của huynh cũng tương đối. Còn thật ra thì những cái người thầy mà đố kỵ học trò thì trong quá khứ đã có, sợ học trò của mình giỏi hơn mình. Có những người thầy như vậy là thuốc học trò luôn, uống thuốc chết học trò. Chúng ta mà học cuốn Con Đường Đạt Đến Nhân Sinh Hạnh Phúc đó, thì thầy gái có nói một cái câu chuyện đó. Một người học trò rất là giỏi đó, mà học với một cái người thầy, nhưng người thầy này cũng còn ham mê sắc, còn có cái tâm là đố kỵ đó. Cho nên khi mà thấy người học trò này học quá giỏi quá lẹ, sợ giỏi hơn mình, cho nên ông năm lần bảy lượt như vậy ông gài thế để ông chuốc say cái người học trò này, để ông bắt tội nó, để ông hại nó, hiểu không? Nhưng mà cuối cùng là cái tụ lượng của cái ông học trò này quá kinh. Mọi người nhớ cái câu chuyện đấy không? Cái ông này ông uống bao nhiêu cũng không say, tại vì cái tâm của ông nó chánh sao. Mà lúc đó chắc chỉ có thần gia hộ thôi, chứ ông thầy ông sắp xếp ông gài tới mức độ là khi cái người học trò này mà muốn cáo để mà về, để mà đi thi cử, ông dặn tất cả những người học trò, mấy trăm người học trò còn lại, mỗi thằng như vậy phải lên mời nó một ly rượu, hiểu không? Và đã là lễ thì một người ép nhau thì không được, chứ một người cứ mời thì chỉ có chết thôi. Chết xong rồi là đem nó vứt xuống sông, hiểu không? Nó xỉn rồi xử nó, hiểu chưa? Vậy mà ai mời nó uống mà nó không xỉn, hiểu chưa? Thì tủ lượng này ở đâu ra? Tên gì thì nhưng tôi quên mất. Nhưng mà ngược lại cái tủ lượng này tôi nói chỉ có thần thiện thần hộ trì thôi, chứ còn người phàm khó, hiểu chưa? Thấy vậy mà tai qua nạn khỏi đó. Thì cho nên cái tâm của
Đại tiểu cũng nằm ở chỗ này. Khi chúng ta niệm niệm, chúng ta thành tựu cho người khác, chúng ta đang là cái sự nghiệp giáo dục, chúng ta thành tựu được cho một con người, tương lai cái con người này chúng ta hy vọng rằng nó có sức ảnh hưởng lớn, thậm chí đến cả một quốc gia, đến một dân tộc, đến một vùng miền là nhỏ, chí ít là đối với một gia đình và bản thân nó sẽ được lợi ích, sẽ được hạnh phúc, sẽ được thành công. Chúng ta phải từ cái lớn mà chúng ta truy cầu. Vì cái lớn, chúng ta phải đặt cái mục tiêu lớn để chi? Để chúng ta có động lực, chúng ta có hy vọng. Hiểu không? Đúng chưa? À, nhưng còn bây giờ đầu tiên mục tiêu của anh là gì? Thôi, tôi mục tiêu của tôi đủ ăn là được rồi. Đúng không? Thì coi chừng anh sẽ thiếu ăn. Mục tiêu của tôi là tôi muốn thoát nghèo, tôi muốn làm giàu. Thì cái động lực đó tự nhiên nó khiến cho mình trong những cái lúc mệt mỏi, nó sẽ cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Hiểu chưa? Hiểu không? Học tập cũng vậy, người xưa họ phát nguyện chí tại thánh hiền là gì, làm thánh làm hiền thì họ sẽ luôn có động lực, không bao giờ có điểm dừng. Còn bây giờ chí tại kiếm tiền, kiếm được thì hóng hách, không kiếm được thì thôi đi nhảy cầu tự tử, không có động lực, không có cái chiều sâu chiều xa của vấn đề, hiểu chưa? Đấy, thì quay lại hôm nay thì chúng ta học tập như vậy cốt là để chúng gì? Chúng ta hướng đến khi chúng ta đã làm người trên cái cuộc đời này, thì nếu chúng ta muốn tích được phước lớn thì tâm lượng của chúng ta phải lớn, cái mục tiêu sống của chúng ta nó phải lớn, nó phải ý nghĩa, đúng chưa? À, tâm của chúng ta lớn tới đâu thì phước chúng ta lớn tới đó. Thì chúng ta phải kiểm điểm lại xem hiện tại bây giờ cái tâm của mình đang nghĩ được cho ai. Đa phần thời nay thì tâm chúng ta nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho chính mình. Vì nghĩ cho chính mình cho nên nhiều khi bất chấp hại luôn cả người thân của mình để trục lợi, để chiếm đoạt của người ta, đúng không ạ? Phải chưa? Đó. Còn những người hay hơn, phát triển hơn được tí xíu thì nghĩ cho gia đình của mình, nhưng như vậy nó vẫn nhỏ hẹp. Dù chúng ta dạy học sinh, chúng ta phải nghĩ cho cả một thế hệ và nhiều thế hệ về sau, thì chúng ta nỗ lực chúng ta làm, hiểu không? Đó. Còn bây giờ nhiều trường như vậy mở ra chỉ nghĩ cái lợi cho bản thân thôi, thì bằng cách là từ cái suy nghĩ cho lợi cho bản thân đó thì sẽ tìm mọi cách để lấy lòng phụ huynh ở hiện tại để chiều chuộng con em họ, mục đích làm sao cuối cùng móc được tiền họ bỏ túi mình là sao? Không, chúng ta ở đây mục tiêu của chúng ta không phải cái đó. Mục tiêu chúng ta là muốn xây dựng ra một cái con người nó có sức ảnh hưởng cho cả cái tương lai của nó, cho cả đất nước. Thì vì nhân tài là nguyên khí của quốc gia mà. Và nhân tài thì phải từ bồi dưỡng mà ra, từ trong gia đình dạy ra rồi tới nhà trường dạy ra để bồi dưỡng cho nó, đúng không? Thì chúng ta cố gắng, chúng ta làm, chúng ta động viên cha mẹ nỗ lực. Khi nào chúng ta còn duyên thì chúng ta cứ nỗ lực chúng ta làm. Thì cái tâm như vậy thì nó sẽ kết cho chúng ta một cái phước báo rất là lớn. Còn đương nhiên bây giờ nếu chúng ta bước vào trường Hiếu An, chúng ta làm, chúng ta chỉ vì một công việc, vì tiền, coi chừng cái chỗ đứng ở Hiếu An còn không có. Cho biết đúng chưa, phải không? Đó, mình không xứng đáng đứng ở đó, mà đứng đó nguy hiểm. Cho nên thành thử ra là trong cái ngôi trường của mình thì nó có một cái phương hướng như vậy, một cái tâm ý như vậy. Cho nên tôi mong là mọi người chúng ta phải phát cái tâm lớn, từ cái tâm lớn đó, nó giúp cho chúng ta vượt khó nhẹ nhàng. Còn nếu mà cái tâm lượng chúng ta mà nhỏ hẹp á, thì cũng từ cái nhỏ hẹp đó mà vô tình chúng ta lại yếu, chúng ta không chống chọi được với nhiều vấn đề, những cái khó khăn. Cho nên đã phát tâm dù trong bất kỳ một cái cương vị, một cái sự nghiệp nào, một cái vai trò nào, thì xin mọi người chúng ta nghe được cái đoạn chia sẻ này, chúng ta quán chiếu lại cái tâm của mình. Thì bản thân con này trước khi mà giác ngộ được chánh pháp á, học tập Phật pháp á, học tập về cái chương trình cải tạo vận mệnh, cái tâm của mình nó ba tí. Nghĩ cho riêng mình thôi, cả cho mọi người luôn á, chỉ nghĩ cho riêng mình thôi, cái là tâm của tiểu nhân á. Nhưng mà ngược lại, tới khi mà tôi mà đã giác ngộ được một cái, tôi biết được cái nguyên nhân vì sao tôi khổ, vì cái tâm tiểu nhân đó của tôi mà làm cho tôi khổ, hiểu không? Đó. Cho nên từ đó tôi phát một cái tâm bự luôn, tôi phát một cái tâm là gì? Là muốn đem giáo pháp đến cho chúng sanh. Đó, đem đến mục đích để làm gì? Để cho chúng sanh giác ngộ thôi. Thì đó cũng là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. À, nhưng bây giờ như tôi, cô lại mình nói như vậy là rộng vậy, thì giải pháp cụ thể bây giờ là gì? Bắt tay chỉ việc là gì?
là gặp ai cũng khuyên người làm lành niệm A Di Đà Phật. Đó là phương pháp cải tạo vận mệnh tuyệt vời nhất. À, bây giờ hôm nay chúng ta nói tới đây, nguyện có công đức xin hồi hướng hết thảy cho mọi người, cho chúng sanh trong pháp giới đồng được bình an may mắn, đồng tin niệm Di Đà, đồng sanh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật.